rồi ba bự ơi. Ba không nghĩ vậy đâu. Tiến sĩ Đơ làm gì có phi thuyền. Cả gia đình nông dân siêu phàm nghe mẹ. Ba và Chớp Chớp hãy đi cứu đàn bò. Tám Tuốt hãy lên lưng mẹ và tạo một cơn mưa lớn để rửa sạch nông trại. Vâng lệnh mẹ. Ở đây được rồi mẹ. Cun, mẹ ơi, cho mình một ít mưa để làm sạch nóng trại nhé. Cảm ơn mẹ. Tiến sĩ Đơ rủ các người đến phá nông trại của ta. Lô lô lô, hãy vểnh tay lên mà nghe. Ta là Cô Lô Báo Vương Hành Tinh. Ta là Lão Bụi Yêu Màu Đen. Ta là Tiến sĩ Đơ và ta ghét mọi thứ. Luôn tạo nghiệp, ghét màu xanh, yêu rắc rối. Bọn ta là liên minh ác nhân. Trước đây ta chỉ có một mình, nhưng lần này chúng ta sẽ đánh bại các ngươi và chiếm lấy nông trại, tiêu diệt hết thảy màu xanh. Gia đình ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Xem phát minh mới của ta đây.
cổ máy này sẽ... Nhanh lên, đổ dài dòng quá, bọn ta chịu hết nổi rồi. Xin lỗi, thói quen mà. Cùng chịu đòn nào khổ luôn. Ai nói ta hút người thế? Ta hút con bò béo ỉ đằng kia kìa. Còn không mau cứu nó đi, tôi thương bò bu lắm mà. Cái mông của tôi hả? Thành công rồi, ta thành công rồi. Thành công rồi. Yahoo. Kể từ giờ nông trại sẽ là căn cứ mới của chúng ta. Hãy tiêu diệt hết màu xanh trên trái đất này. Yahoo. Không có gia đình nông dân siêu phàm thì phải làm sao đây?